theo dõi. Nếu mà có gì không hiểu thì các bạn chú ý note lại để khi mà thầy giảng xong các bạn sẽ hỏi vấn đề đó nằm ở đâu. Và kể cả những lệnh đơn giản nhất, ví dụ như lệnh print, lệnh scan mà các bạn không rõ thì các bạn vẫn có thể hỏi tại buổi này, chứ không nhất thiết là phải bây giờ, mình chỉ hỏi về mảng thôi. Tất cả những gì về lập trình các bạn có thể hỏi ngay lúc này. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới. Cho dù là thầy đã viết ở đây rồi, nhưng mà chúng ta bắt đầu từ đầu. Bắt đầu từ đầu luôn. Chúng ta sẽ tạo ra một cái project luôn đi ha. Chúng ta sẽ ghi mảng một chiều demo. Mảng một chiều demo. Và thầy sẽ tạo một cái project mới để nó quản lý cái mảng một chiều của mình. Rồi, như vậy chúng ta đã có một cái project liên quan đến mảng một chiều demo. Và chúng ta sẽ đảm bảo rằng là cái việc của chúng ta khai thác một cái mảng 1 đi. 100 phần tử. Ok. Và khi các bạn vào, các bạn nên chưa có gì hết thì các bạn cứ test thử xem là chương trình của mình chạy ổn không. Đôi khi mình tạo project, đôi khi mình tạo file, nó có một sự cố gì đó thì mình nên thử trước. À, các bạn cầm lít trước xem thử nó làm sao. Rồi bây giờ mình thao tác với mảng này. Thì bình thường các bạn đã thao tác được trực tiếp. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn viết cái chương trình, gom cái đoạn code của bạn lại thành chương trình con, và chúng ta thao tác mảng cho nó nhanh. Như vậy thì để viết được chương trình con, các bạn sẽ khai báo trên này một cái hàm void nhập. Mình ghi chữ nhập tại vì mình đang nhập mảng, thì mình ghi nhập mảng luôn cũng được cho nó rõ ràng. Và trong này chúng ta sẽ khai báo một cái mảng, ví dụ thầy khai báo mảng A 100 phần tử, và thầy có một cái biến n, tức là mình khai báo 100 phần tử nhưng mình chỉ xài n phần tử thôi, tức là nhỏ hơn trăm. Đôi khi mình khai báo 5-7 phần tử gì đó, nhập thêm trăm thì nó nhiều quá. Và bình thường thì các bạn sẽ viết code ngay ở đây, đúng không nào? Nhưng mà thầy khuyên các bạn, ở đây chúng ta chỉ khai báo tên hàm, không nên viết code. Tại vì đối với lại hàm main của các bạn là hàm chính, và với chương trình của chúng ta có thể có rất nhiều chương trình con. Mà chúng ta viết code ở trên này thì khi vô chúng ta có thể đọc cả trăm dòng, cả ngàn dòng chúng ta mới thấy được main. Và chúng ta cũng không quản lý được là trong chương trình của mình có những chương trình con nào, thì rất là khó theo dõi. Cho nên tốt nhất ở phía trên này chúng ta chỉ khai báo tên và chấm phẩy, và chúng ta sẽ viết nó ở dưới này và thêm cái end main vào. Tại sao phải end main ta? Tại vì đôi khi cái ruột này nè, nó có cả ngàn dòng code, và mình cũng không biết là cái hàm main này nó kết thúc ở đâu. Vậy mình để end main là mình biết chắc. Rồi chỗ này mình có thể end nhập mảng. Như vậy các bạn quản lý code nó rất là dễ. Hello. Rồi như vậy trong này chúng ta đang có nhập mảng. Vậy chúng ta muốn nhập được mảng thì chúng ta phải dùng for để chúng ta duyệt qua tất cả các phần tử. Vậy bây giờ các bạn dùng for. Muốn dùng for thì có gì? Cần gì? À, cần một cái biến để làm chỉ mục chạy từ
0 trở đi, vậy chúng ta khai báo biến y. Và trong này chúng ta khai báo y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn. Theo các bạn, nhỏ hơn n. Bởi vì n là nhu cầu thực tế, cho nên mình chỉ chạy đến n thôi. Phẩy y cộng cộng. Và mình sẽ làm gì ở đây? Xuất ra, xuất ra một cái thông báo là A thứ y bằng, và chỗ này chúng ta xuất y ở đây, và chúng ta dùng lệnh scan phần trăm d phẩy và a thứ xuống dưới a thứ y. Như vậy cái đoạn code này chúng ta thấy quen không? À, hoàn toàn quen. Trước đây là chúng ta viết ở bên trong hàm main, thì bây giờ chúng ta gom nó lại, chúng ta viết ở trong chương trình con. Được không? Thì chúng ta cũng for thôi. Được chưa nào? Rồi. Tương tự như vậy, thầy sẽ viết một cái hàm xuất mãn. Người ta nói rằng là chương trình con khó. Nhưng nếu mà mình viết chậm như vậy thì khó hay dễ? Khó hay dễ? Chỗ này xuất mãn n xuất mãn thì các bạn sẽ dễ control được code của mình. Và bây giờ xuất mãn thì mình không cần đến scan, và chỗ này chúng ta sẽ thay thế ở đây phần trăm d, và chúng ta sẽ đưa cái a thứ y vào đây. Như vậy có phải chúng ta đã xuất được không? Và cái đoạn code xuất này có phải là chúng ta cũng đã từng viết không? Rồi, ok. Như vậy chúng ta đã nhập được mãn, xuất được mãn. Code của chúng ta rất là dễ. Dễ không? Dễ. Bây giờ trên chương trình chính, chúng ta khai báo mãn 1, mãn 2, mãn 2 trăm phần tử. Và xuống đây chúng ta gọi nhập mãn, mãn 1 phẩy, chúng ta nhập 5 phần tử thôi. Nhập mãn, chúng ta gọi mãn 2, chúng ta nhập 7 phần tử thôi. Hoặc là các bạn khai báo ở đây n.m, và xuống đây các bạn sẽ xuất ra câu nhập số phần tử mãn 1. Nhập số phần tử mãn 1, rồi bạn scan. Phần trăm d phẩy và n chấm phẩy, và bạn nhập mãn 1 với n phần tử. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta nhập số phần tử cho mãn 2, chúng ta nhập vô m, và ở dưới này các bạn nhập m phần tử cho mãn 2. Và chúng ta sẽ xuất mãn 1 với n, xuất mãn 2 với m. Như vậy các bạn thấy là việc nhập mãn và xuất mãn của chúng ta trở nên đơn giản hơn. Nếu như chúng ta muốn nhập một mãn cũng được, 10 mãn cũng được, 100 mãn cũng được, chúng ta chỉ gọi lại cái hàm nhập mãn và xuất mãn của chúng ta.
Được chưa nào? Như vậy đây là đoạn code của mình. Và khi các bạn code lại, nếu như mà thầy chuyển cho các bạn cái đoạn code này trên Zalo chẳng hạn, thì các bạn code lại, các bạn đừng code từ dòng số 1 cho đến dòng số 39, mà chúng ta phải code gì? Từng phần một. Chúng ta code main trước, giống như là lúc mà thầy tạo ra rồi chết thì nó có hàm main trước. Và chúng ta sẽ có nhu cầu là nhập, thì chúng ta khai báo hàm nhập trước. Rồi sau đấy chúng ta xuống, chúng ta code cái code phần nhập trước. Tức là chúng ta làm từng phần để chúng ta nhớ được cái phần đấy. Và cái phần đấy từ đâu mà có? Tại sao chúng ta phải viết cái chương trình con này? Chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó. Còn nếu mà các bạn viết từ dòng 1 cho đến dòng 39, chạy không? Chạy. Nhưng các bạn lĩnh hội được khoảng cỡ 30% kiến thức thôi. Còn nếu mà các bạn viết từng phần và các bạn đặt câu hỏi tại sao phải viết phần này, thì các bạn sẽ lĩnh hội được nhiều hơn. Rồi, mình sẽ chạy thử. Biên dịch for chấm phẩy, chấm phẩy. Rồi. Và ở đây chúng ta nhập số phần tử cho mảng 1, 5. Chúng ta có nhập vô số bất kỳ. Số phần tử cho mảng 2, ví dụ 7, chúng ta nhập vô số bất kỳ. Mặc dù chúng ta đều nhìn thấy là A hết. Chúng ta đều nhập vô là A hết. Nhưng mà tùy theo cái giá trị mà nó xuất. Ở chỗ phần xuất nè, chúng ta chưa có phần xuống dòng. Đây, đến đây là số 4 là hết mảng 1 nè. Từ đây trở đi là mảng 2. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta lại phát sinh nhu cầu gì? Xuống dòng. Vậy chúng ta xuống dòng ở đâu? À, sau khi xuất xong mảng thì chúng ta xuống dòng. Vậy có hai cách. Một là các bạn thêm xuống dòng ở đây. Ha, các bạn sẽ viết cái lệnh print để xuống dòng ở đây. Hoặc là chúng ta lấy cái lệnh print này mang vào trong phần xuất mảng. Sau khi xuất xong thì xuống dòng một cái. Được không? Như vậy đó là cái nhu cầu phát sinh. Thì chúng ta sẽ có được phần nhập mảng, xuất mảng. Rồi, thầy dừng lại ở chỗ này để cho các bạn làm lại phần nhập mảng và xuất mảng theo hàm. Như vậy trong đề là nối hai mảng thành một mảng thứ ba. Như vậy thì ở cái phần nối này có thể mình sẽ không cần phải viết chương trình con. Rồi. Như vậy chỗ này các bạn tạo cho thầy thêm mảng thứ ba cũng trăm phần tử. Và mình sẽ nối mảng. Mình sẽ có thêm một biến y. Tại vì việc nối mảng của mình chỉ làm một lần. Alo. Cho nên mình không cần phải lặp đi lặp lại. Cho nên mình không cần viết chương trình con. Chỗ này các bạn sẽ dùng for y chạy từ 0 chấm phẩy y nhỏ hơn mấy. Bây giờ mình nối mảng. Như vậy nối bằng cách nào? Nối bằng cách nào? Vậy mình chạy lúc đầu là từ 0 cho đến n. Mình lấy n phần tử của mảng A, gán qua mảng 1, gán qua mảng 3. Sau đó mình chạy tiếp. Đó, chú ý chỗ này. Alo. Thôi. Rồi mình chạy đến n, sau đó các bạn y cộng cộng. Và chúng ta sẽ gán mảng 3
chú ý chỗ này nó có một chút xíu vấn đề đó nha. Mảng A thứ y sẽ bằng mảng 1 thứ y. Rồi như vậy mình đã chuyển được n phần tử của mảng 3, của mảng 1 sang mảng 3. Bây giờ tương tự như vậy, mình sẽ for y theo các bạn sẽ bằng mấy? Chạy từ mấy trở đi? Chạy từ cuối mảng 1 là mấy? Là n. Chấm phẩy y nhỏ hơn m. Chưa đúng. Nhỏ hơn mấy? M cộng n. Chính xác. N cộng m. Chấm phẩy y cộng cộng. Bởi vì m phần tử phía sau chúng ta thêm vào. Và ở đây chúng ta sẽ lấy mảng 3 thứ y bằng mảng 2 thứ mấy? Thứ mấy? Nếu như y bằng n, ví dụ chỗ này mình có mảng 1. Mảng 1 chỗ này phần tử là 0, 1, 2, 3. Mình có chừng đấy phần tử là 4 phần tử. Ví dụ như số của nó là như thế này. Mảng 2 mình có 0, 1, 2, 3, 4, 5 phần tử là 6 phần tử. Rồi, như vậy chỗ này mảng 2, mảng 3, tất nhiên là số này giống số này, không có gì để bàn, đúng không? Số liệu này giống nhau, không có gì để bàn. Vậy chúng ta bàn bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây là số 4. Vậy 4 này sẽ tương đương với lại 0 ở đây. Mảng này 4 phần tử đúng không? Mảng này 4 phần tử là n đây nè. N bằng 4 đây. Chỗ này là m bằng mấy đây? N bằng 6. Vậy thì mảng cuối cùng có bao nhiêu phần tử? Tổng cộng có 10 phần tử. Mảng này phải có 10 phần tử. Vậy chỗ này 6 phần tử. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Nhưng chỗ này không phải là số 0 mà là số 4, tức là n, đúng không? Như vậy lúc này chúng ta sẽ phát sinh một vấn đề là số của chúng ta bắt đầu ở đây là 0, ở đây là 1, và chúng ta sẽ chạy đến đây là từ 0 đến 9. Vậy thì số này là số 4 theo mảng 3, thì chỗ này sẽ là số 0 theo mảng 2. Vậy 4 làm sao biến thành 0? 5 làm sao biến thành 1? Trừ mấy? Trừ n. Được chưa? Như vậy chỗ này là y của mình nè. Y bằng 4 trừ n bằng 0. Y bằng 5 trừ n bằng 1. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ lấy y trừ n là ra nội dung của mảng 2. Và chúng ta đã có được mảng 3
Và ở đây các bạn chỉ cần xuất mạng 3 với gì? N cộng cộng M là chúng ta đã có được mạng 3. Rồi mình thử ha. Thử. Phần này là nối mạng nè. Phần này là mạng 3. Như vậy mình ghi một cái câu. Mình ghi một cái câu để mà dễ thấy. Mạng 3 xuống dòng cái. Rồi chạy lại. Mảng 1 mình cho 3 phần tử. 1, 2, 3. Mảng 2 mình cho 5 phần tử. 9, 8, 7, 6, 5. Đây, mảng 1, mảng 2, mảng 3. 1, 2, 3 là mảng thứ nhất. 9, 8, 7, 6, 5 là mảng thứ hai. 9, 8, 7, 6, 5. Được chưa? Đó là mình đã nối mảng. Mảng 3 là mình nối nguyên mảng nè. Thì mình đâu có xuống dòng. Nó là một mảng. Một mảng duy nhất. Đó là mảng 3. Bây giờ nếu mình có nhu cầu thêm, mình viết cái chương trình để cộng các phần tử của mảng thì mình lại thêm gì? Nhìn nha. Như vậy lúc nãy chúng ta nhập mảng, xuất mảng, chúng ta không cần giá trị trả về, cho nên chúng ta để là void. Bây giờ mình tính tổng mảng. Vậy sau khi mình tính tổng xong, các bạn trả về cho thầy tổng là bao nhiêu? Thì cái kết quả trả về không phải là void mà là in. Thôi, hai bạn này không nói nữa. Trả về kết quả là in. Như vậy lúc này chúng ta sẽ viết lại cái hàm tính tổng này như thế nào. Và chúng ta sẽ viết ở đây n tổng mạng. Muốn tính tổng thì cũng tương tự, chúng ta dùng vòng lặp for. Và bên trong này chúng ta thay đổi tí xíu. Chúng ta khai báo thêm một cái tổng. Mà tính tổng thì chúng ta gán tổng bằng mấy? Bằng 0, chính xác. Và xuống đây chúng ta sẽ ghi tổng cộng từng phần tử vào. Tổng bằng tổng cộng cho A thứ Y. Đúng không? Còn không, mình có thể ghi gọn lại tổng cộng bằng A thứ Y. Đây là cách mà chúng ta ghi gọn lại của tổng bằng tổng cộng A thứ Y. Giống nhau. Và sau khi kết thúc xong vòng for, chúng ta đã tính được tổng rồi. Và các bạn sẽ return tổng. Và chúng ta đã lấy được tổng, trả ra tên hàm tổng mạng. Vậy ở trên này chúng ta xài như thế nào? Sau khi các bạn xuất được rồi thì thầy sẽ print tổng mạng 1 2.% d xuống dòng cái. Ở trong này chúng ta sẽ gọi cái hàm tổng của mảng 1.
Tương tự như vậy, các bạn tổng mạng 2, tổng mạng 3, tổng mạng 2, tổng mạng 3. Và chúng ta chỉ thay đổi chỗ này, mạng 2, mạng 3, thêm vô đây. Khi gọi mạng, chỗ này là N, mạng 2 là M, mạng 2 là M, và mạng 3 là cái gì? N cộng M. Đấy, như vậy các bạn thấy cách sử dụng hàm nhập mạng và xuất mạng là mình gọi nó thôi. Nhưng đối với tổng mạng, mình phải đưa vô một cái biến gán, hoặc là mình phải xuất ra đây, mình mới thấy. Còn nếu như mà các bạn gọi tổng mạng 1, ví dụ như bạn gọi ở đây tổng mạng 1, nó vẫn chạy, nhưng mà mình sẽ không thấy gì hết. Ví dụ tổng mạng 1 chạy. Ví dụ mạng 1 của thầy cho 3 phần tử 1, 1, 1. Mạng 2 của thầy 4 phần tử 2, 2, 2. Đây, xuất ra mạng 1, mạng 2 xuất được rồi. Tổng mạng mình gọi chưa? Tổng mạng 1 mình gọi chưa? Gọi rồi, thực hiện rồi. Nhưng mà nó trả ra kết quả, nhưng có cái là mình không cho nó xuất hiện, cho nên mình không thấy. Thì để xuất hiện được, các bạn phải dùng đến cái lệnh xuất ra. À, nó chạy rồi đó. Như vậy lúc này các bạn phải ghép nó chung với là một cái lệnh print, hoặc là bạn lấy tổng mạng này bạn gán cho một cái biến nào đó, rồi bạn xuất cái biến đó ra. Như vậy chúng ta chạy lại mảng 1, 3 phần tử 1, 2, 3. Mảng 2, 5 phần tử 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, mảng 1, mảng 2, mảng 3. Mảng 1 là 3, mảng 2 là 10, và mảng 3, 13. Vậy đối với lại bài mảng, chúng ta đã thao tác rất là thuận tiện khi các bạn viết chương trình con. Vậy trong bài này chúng ta sẽ làm việc với lại cái bài chuỗi. Thì khi mà các bạn khai báo được, các bạn thao tác được với bài mảng, thì các bạn sẽ thao tác được với bài chuỗi. Chuỗi là nó giống với mảng, và nó hơn mảng ở chỗ là người ta viết nhiều cái hàm trong cái thư viện string để cho các bạn thao tác với chuỗi dễ dàng hơn. Đó là phần ôn tập về mảng, các bạn nắm cho rõ để mà mình dễ thao tác với mảng một chiều.